bỏ tôi đi sớm cho lắm vào. Giờ chả đứa nào nó thèm để ý đến tôi ạ. Buồn quá. Không nhẽ ngồi ôm gối này mà buồn sao? Tự tạo không khí chứ. Mình phải vui chứ. Nhìn hoa đào nó nở đỏ hết cả nhà thế kia mà buồn mặt thế này thì còn sống làm gì? Ôi giời ơi, ai mà xinh thế. Vẫn còn xuân sắc lắm đây. Xuân xuân ơi xuân đã về, con ơi nào khi mùa xuân tới. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng thơ thừa là quá trời vui. Xuân xuân ơi à, nhà cửa mà tan hoang cái thế này à? Úi giời ơi, ở nhà không biết trong nhà gì hết. Chán thật. Đi làm về mệt gần chết, từ xa là nghe tiếng vang 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 muốn xỉu. Hát với chẳng hò. Các con đi làm về đấy à? Vâng. Đứa nào cho mẹ xin cốc nước đi con. Đi làm về mệt, nước với non không biết tự lấy uống. Bày cho mẹ bao nhiêu lần rồi. Tự nuốt nước bọt của mình cho đỡ khát. Có thế là cũng không làm xong. Con ơi, mẹ cũng nghe cái ý kiến của con, mẹ cũng tiếp thu đấy chứ. Mẹ ông nuốt nước bọt mà. Nước bọt nó cứ như nước Yến Khánh Hòa ấy con ạ. Nó chả hết khác gì nào. Mà mình nhìn trong người mẹ thử xem, nuốt mãi nó cũng hết chứ con. Em nói không ai mà vô tâm như anh hết trơn á. Cái con này, con trai trưởng. Trời ơi, mai mốt á mẹ có chuyện gì á mẹ cho hết gia tài. Đúng rồi. Như vậy mà mẹ sai con lấy nước thôi cũng lười nữa. Tôi là con gái nè, thấy không, con gái con người ta nè, không làm đúng được. Phiền quá. Cái kiểu như mẹ nhá, còn nói thật nhá, ở bên châu Phi á là người ta cho mẹ đu cây từ lâu rồi. Đu cây là thế nào hả con? Có nghĩa là mẹ đu ở trên cây, tôi đứng ở dưới gốc cây tôi rung. Đấy, nếu như khô nó ôm chặt thì sống, yếu rơi tòm xuống đất đỡ tốn cơm. Thôi mày cho mẹ đu cây cũng được. Bây giờ mẹ già mẹ vô tích sự rồi thì mày cho mà mẹ đu cây mẹ cũng đồng ý mẹ đu. Nhưng mà con lựa cái cây nào nó chắc chắc một tí nhá. Chứ đu cây non nhá mà nó không chết mà nó cứ ngất ngư ấy, rồi nó gãy tay gãy chân rồi còn khổ nữa ấy con ạ. Đã đu cây mà còn chọn. Thôi bây giờ thế này, một cách nhanh gọn lẹ nhá. Quấn lá chuối, thế là xong. Quấn lá chuối à? Vâng. Thế mày quấn mẹ mà mày cứ tưởng tượng mẹ như con cá khô ấy, mày quấn lại xong mày nướng ấy, nhìn nó thơm lắm con nhỉ. Dù gì ngày xưa mẹ mày cũng lá ngọc cành vàng ấy nhá. Ngày xưa tao cũng là người mẫu nhá, tao đi từ đầu xóm là bao nhiêu thằng chảy nước dãi ở đây rồi nhá. Hai chân cũng dài đến lách. Thế bây giờ mày cho mẹ quấn lá chuối như thế kia thì nó kinh lắm con ạ. Thôi bây giờ con muốn mẹ nào cũng được, mẹ đi sớm được, đi muộn được. Nhưng mà lúc mẹ đi ấy, con cho mẹ cái đầm đỏ đỏ, xung quanh rải đầy hoa hồng. Xong mẹ nằm lên đấy, mẹ đẹp như con tiên ấy. Mẹ ơi là mẹ, vải bây giờ mắc lắm mẹ, tiền công cũng đắt nữa. Quấn lá chuối đi, ở ngoài vườn ông Sáu thiếu gì. Vẽ chuyện nữa mà. Đã ra đi mà phải đòi hỏi thế này thế kia. Nào là phải áo đầm đỏ nằm trên nệm, rồi phải có hoa hồng như cô tiên. Cô tiên như bà điên. Ở bên châu Úc ấy nhá, trời con nói cho mẹ nghe, cứ già cái là con nó cho đi chôn sống hả? Ở dưới đó vừa mát mát như máy lạnh mà mai mốt khỏi cần phải cúng giấy tiền vàng bạc với lại nhà mã. Thế cũng hay. Đời ta sao vô phúc cái này rồi. Thằng lớn thì cho đu cây, quấn lá chuối, còn em ấy thì cho chôn sống. Thế mày còn cái kiểu nào mà tươi tươi hơn tí, mát mẻ hơn tí không con? Tươi hơn à? À, du lịch dã ngoại. Con đấy. Vâng, con sẽ mua cho mẹ một cái bè này. Đấy. Cạo đầu, thả bè, trôi sông. Con mất dạy. Mẹ ác đến thế là cùng. Dù gì tao cũng sanh chúng mày ra, tao cũng đẻ chúng mày ra. Bây giờ chúng mày đối xử với tao như thế à? Ngày xưa nếu tao biết tao đẻ ra cái ngữ này ấy à, thế thì tao để dành trứng này tao bán nhá, tao bán cho bệnh viện nhá. Thì may ra tao còn có tí tiền, giờ này tao dưỡng già. Này, bực mình lắm rồi nhá. Con nói cho mẹ nghe, mẹ bán trứng á, May phước bây giờ con còn được đầu thai vào cái gia đình nào giàu có, đi BMW, Mercedes, Audi. Trời ơi, chứ con đâu có ở trong một cái ngôi nhà mà nghèo như thế này hả trời. Đấy ông ơi, ông về mà xem đây này. Tôi đi cũng không sao, tôi đi là xuống tôi gặp ông được rồi. Nhưng mà đi trong đẹp đẽ, đi trong hãnh diện là thôi được. Chúng mày tính như thế thì mẹ cũng làm cho chúng mày vừa lòng. Nhưng mà sao khổ thế. Đi bây giờ con chưa tính xong việc nhà. Mẹ đi bây giờ rồi 100 cây vàng phải cho ai bây giờ? Bây giờ phải tìm cách cho ai 100 cây vàng này, chứ không là mình mới đi mình cũng đâu mang theo. 100 cây là mấy tỷ nhỉ? Không nhớ mấy tỷ cơ. Cái mấy tỷ mà. Cái mẹ ơi, tự dưng thấy thương mẹ thế không biết rồi. Mẹ nằm nghỉ nhá, để con đấm bóp mẹ nhá. Mẹ ơi, mẹ trời ơi, con nói không có đứa nào mà nó điêu như ông anh con hết trơn. Mẹ ơi, đấy vừa mới trù mẹ và coi như là đủ kiểu á, đu cây này kia rồi bây giờ nịnh mẹ. Đi đi. Sao hả? Bây giờ mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng thái dương chói lóa, là báu vật của con trị giá 100 cây vàng. Đó, mẹ thấy chưa? Chỉ vì 100 cây vàng mà ông ấy vớ vào mẹ như vậy. Thôi mẹ ơi, con nhổ tóc bạc cho mẹ nhá. Con, cái này con cho mẹ xin nhá. Tóc mẹ nó bạc hết rồi. Đúng bây rồi. Giờ con mà nhổ tóc bạc thì không còn một cọng nào ở trên đầu, thì mấy đứa sau này nó tẩm liệm ấy, nó nhìn nó sợ lắm. Như thế thì con sẽ mua thuốc nhuộm tóc cho mẹ. Trời ơi, nhuộm đen môn luôn. Con mang mẹ ra ngoài tiệm nối dài vậy nè. Con đảm bảo mẹ đi ra ngoài đường, trời ơi, ối cụ chết nhiều, cụ bị thương lắm, cụ đập đầu vào cột đèn, con không nói tới. Thôi, con đừng nói gì, để mẹ tìm tí cơm nguội mẹ ăn. Đây, chúng con sẽ mua thức ăn cho mẹ ăn ngay. Đây này á, bây giờ mẹ đừng có nuốt nước bọt nữa, nước bọt nhạt lắm. Để bây giờ con mua Coca cho mẹ uống cho khỏe người nhá. Con mua thịt gà cho mẹ ăn, con gà 3 kg luôn. Đấy. Sao đời tôi bỗng chốc lên tiên thế nhỉ? Lúc nãy xin nó tí nước nó không cho, bây giờ nó làm một phát lên đến Coca. Con ơi, dạ. Bao tử mẹ nó không tốt. Nhìn như thế này chứ tiểu đường ấy con ạ. Vâng. Đừng cho mẹ uống Coca, nó lắm đường. Thế con ạ, con cho mẹ uống đơn giản thôi. Vâng. Bò húc đi con nhá. Ôi giời ơi. Trời ơi mẹ ơi, bây giờ mẹ già rồi, mẹ uống bò húc một cái nó lên tăng sông máu, nhớ đâu mẹ đi thì sao? Mà tụi con thì coi từ mẹ làm, tụi con không có mua mẹ đi. Đúng rồi mẹ. Bởi vì sao hả mẹ? Bởi vì sao? Mẹ già như chuối trên cây, sao lấy mẹ dụng con phải bố cười. Cười mẹ nhà. Con điêu, mặt mày hát là vô hồn. Tao mà có đi rồi ấy, thì mày nên hát cái câu này thì hay nhất này. Câu gì mẹ? Đó cũng cái bài đấy mà cái câu này hay này. Cái câu mà mẹ già như chuối trên cây. Vâng. Do lay mẹ dụng còn lột sới ngay. Ôi trời ơi mẹ ơi, con đâu có thiếu như thế mẹ ơi. Ê, chúng con chỉ là thử mẹ thôi mà, có cái gì đâu. Lúc nãy con nói ru cây là chẳng qua là thử sức khỏe của mẹ, như là tập tạ đấy mà. Đấy, còn con nói cuốn lá chuối chẳng qua đấy là mốt thời trang của mấy em mặc bikini ở ngoài bãi tắm ấy. Trời đấy, ơi, mẹ thấy không? Thì làm như thế thì mẹ càng hãnh diện như cái vẻ đẹp hình thể của mẹ ngày xưa. Thôi, ngày xưa còn hình thể, còn đẹp, còn điện, còn nước. Bây giờ nó cúp mẹ nó hết rồi. Bây giờ chỉ còn bộ hài cốt thế này mày khoe ra. Ôi mẹ, ông này ông điêu đó, mẹ đứng tên ông lúc ấy ông nói 5 rõ 10 rồi. Còn con này, người mẹ ốm phải không? Trời, mẹ đưa cho con 100 cây vàng đi. Con đưa mẹ đi giải phẫu thẩm mỹ liền, 3 vòng một chuẩn hơn siêu mẫu quốc tế. Cô ạ, cuộc đời tôi chưa bao giờ cắt xén cái gì. Bây giờ đang đến độ này rồi, cô còn mang tôi ra cô cắt, cô xén rồi tội nghiệp tôi. Không cần. Thôi. Bây giờ chỉ cần là cho tôi ăn là mày được. Mày lắm chuyện, lo đi mua gà cho mẹ đi. Rồi, thì này, tôi đi mua gà. Mà con ơi, lúc nãy mày bảo là mày mua gà cho mẹ, mày mua con 3 cân á. Dạ đúng rồi. Không, 3 cân là gà công nghiệp, thế mà không ăn đâu. Cái đấy nó thịt nó bở lắm. Mẹ già rồi răng không có. Thế con lựa con nào khoảng độ 1,5 cân mà gà chạy bộ ấy cho nó dai. Nhai cho nó nhí nhảnh. Răng không còn mà ăn cho nó dai. Mẹ. Thôi, lo đi nhanh mua gà vào cho mẹ đi. Ok, con đi mua nha mẹ nhá. Rồi cái con này Đi mua lắm chuyện. Ê, cái gì đấy? Cha kia, tôi đi mua để ông ở đây ông dụ mẹ đưa vàng cho ông mà. Đi không, tôi... tao ở đây là để tao chăm sóc cho mẹ. Còn mày bây giờ công việc của mày là báo hiếu cho mẹ. Đấy, móc tiền của mình ra đi mua gà về cho mẹ. Tiền nha. Đâu mà móc, ông đưa tiền đây. Đây là báo hiếu cho mẹ. Khác tao biết làm thế nào. Không mua thì thôi, để tôi bán vàng tôi mua. Bán ra thì sợ nó mẻ đi thôi. Đúng rồi mẹ. Bây giờ cây nào tôi để nguyên cây đấy. Đúng rồi mẹ. Tiền của mẹ, mẹ cứ giữ lấy. Chỉ có vàng thì mẹ cứ đưa cho con giữ nha. Ôi giời ơi, phải đưa cho chúng con chứ đưa cho một mình ông này bao cái hết. Bây giờ này, có thức ăn cho mẹ thì cứ đưa mua đi. Vâng. Xong rồi về đây, tí là mẹ lại đưa vàng cho các con. Cả đời mẹ còn hy sinh cho các con được xá chi 100 cây vàng. Vâng, mẹ thề nhá. Con đi mua gà cho mẹ ngay. Đúng rồi, con nó ngoan lắm á mẹ. Đúng bóp mẹ. Mẹ, để con chủ anh đi chung cho vui. Ông ở đây làm gì? Thôi đi đi. 2, 3. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Đi nhanh. Dạ. Này, nhớ gọi con út về cho mẹ nha. Tao đẻ chúng mày ra được, tao không biết tính ý chúng mày à. Mày đi lừa ai chứ mày lừa bà còn lâu, bà còn khỏe phây phây đây này. Ông thấy chưa, suốt đời vợ ông vẫn là số 1 nhá. Ông để đấy, ông xem tôi xử ba đứa này. Mẹ ơi, con út của mẹ về giờ đây này. Con thương cha vì cha giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống cha. Cả nhà ta đều thương yêu nhau, là nhau, gặp nhau là cười. Khi mẹ con mới về, con mới đi chơi với bạn trai về. Thương mẹ, thương mẹ. Mày là đứa nào mà bị bệnh động kinh à? Sao mày vào mày tưng tưng như con điên đấy, đứa nào đấy? Con là con út dễ thương của mẹ này. Mày là... con yêu mẹ, con thương mẹ, con quý mẹ. Ôi dồi. Mẹ sao thế mẹ? Ôi dồi, mẹ sao thế mẹ? Mẹ không sao. Dạ. Mẹ không sao. Dạ. Bản thân mẹ không sao. Dạ vâng. Nhưng mắt mẹ đang đổ sao. Con út đấy à? Dạ. Con đứng lên đây xem mẹ xem. Dạ. Nhìn mày con két không ra con két, con nhái không ra con nhái, mày giống cái con gì gì. Mẹ nói con không chịu đâu. Nhõng nhẽo nó vừa vừa ấy. Mẹ gì? Con yêu mẹ. Hóa ra cũng còn một đứa thương tôi. Thế đẻ ba đứa ra rồi thương rồi cũng còn một đứa. Thế thôi tôi cũng còn phúc phần đấy chứ. Đúng rồi, con thương mẹ. Mẹ uống nước nhá, con lấy nước mẹ uống nhá. Đây này. Mẹ uống nước với mẹ nhá. Mẹ uống nước đi. Con ơi. Dạ. Lâu lắm mẹ không có bú bình. Con không có cái cốc à? Sao mày phải đưa cả ống vòi vào mồm mẹ thế? Có cốc nhưng mà làm gì cho mất công, mẹ cứ tu thế này là xong đấy. Không, mẹ già rồi, có chồng mẹ không tu. Trời ơi, cổ thế cơ, điệu thế. Mẹ này, hôm nay mẹ kêu con về làm gì á mẹ? Thôi con biết rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ kêu con về để chia gia tài không á mẹ? Lại thế nữa rồi hả giờ? Sao mẹ? Sao đứa nào cứ nghe gia tài là sáng mắt ra nó chả nhìn thấy. Một gia tài đồ sộ đang ngồi sừng sững ở đây nhỉ? Có đúng không mẹ? Ôi giời, khổ quá, có chia gia tài chia nhanh lên. Con nói thật với mẹ nhá, ở cái tuổi của mẹ mà ở nước ngoài... Biết rồi. Cái đấy tao nghe rồi, ở cái tuổi của tao ấy, ở nước ngoài nó cho đu cây này, nó quấn lá chuối này, nó chôn sống rồi nó thả bè chứ gì. Ui mẹ nghĩ sao thế, ai mà ác thế, ai mà làm như thế. Con nói ở nước ngoài ở cái tuổi của mẹ ấy, là người ta đi vào viện dưỡng lão. Vào viện dưỡng lão là nào hả con? Ôi vào trong đấy người ta gom hết người già lại, ta nuôi tập thể mẹ ạ. Với lại người ta cho chơi nhiều trò chơi vui lắm cơ. Ví dụ như là cái trò mà trở về với thiên nhiên đi. Thích lắm cơ mẹ. Vào đấy nhá, mẹ sẽ được chơi với khỉ này, với đời ươi này, với tinh tinh này. Thậm chí nhá, có cả nguyên một bát voi nữa đấy mẹ ạ. Nhá. Xin lỗi con, mẹ già rồi. Sao ạ? Và lại thân thể của mẹ bây giờ nó cũng như cây mía rồi. Vào trong đấy mà cho chơi với voi thì nó chỉ có vật mẹ chết thôi con. Mày ác, mày cũng ác vừa vừa ấy. Mẹ mày dù gì già đấy nữa vẫn còn tí ngang chắc là mày lại đưa vào đấy cho voi giày ngựa xéo thôi hả con? Thôi giờ con hỏi mẹ nè, bây giờ mẹ có vào viện dưỡng lão hay không? Trả lời con biết, nhanh! Tôi vào viện dưỡng lão cũng được, nhưng mà mang vàng vào đấy người ta có cho không hả con? Vì mẹ mang cả 100 cây vàng vào đấy. Mẹ có đến 100 cây vàng cơ á? Là mẹ sắp đi theo bố mày rồi, số vàng này để cho ai đấy chứ lị. Thôi mà mẹ đừng có giận con mà. Cái ý lúc nãy á, con kêu mẹ vào viện dưỡng lão á là cái gì? Là chỉ một mình con vào đấy, con chăm sóc cho mẹ. Thế cứ coi như là gọi bằng là chăm sóc độc quyền đấy mẹ. Được rồi, cô không cần phải nói nhiều. Dạ. Mẹ hiểu lòng con tốt với mẹ rồi. Dạ đúng rồi. Mẹ đói bụng quá con ơi. Đói à? Đói à? Đói. Con đi mua đồ ăn cho mẹ ăn nhá. Để xem mẹ thích ăn cái gì nào. Từ bé đến giờ mẹ thích cái gì nhỉ? Con biết rồi, mẹ thích ổi này, cóc này, xoài này, trầm ruột này, sơ di này, đúng không? Thôi được rồi, để con đi mua cho mẹ nhé. Tôi không biết phải nên khóc hay nên cười. Em ơi, em ơi, anh mang thịt chó đến cho em bồi dưỡng đấy. Chả chó chính hiệu. Anh mời sang đấy à? Dạo này thế nào? Còm cõi quá. Em ở trong người vẫn không được khỏe lắm anh ạ. Không được khỏe, có cần tuốt lại tí không? Để em tuốt lại tí. Thôi em ạ, tuốt tát làm gì? Em càng tuốt, trông nó càng giống như là hai cái quả mướp ấy. Anh nói quá, nhưng bây giờ già nó còn cả chanh leo chứ lại. Thôi cứ để nó tự nhiên. Vâng. Thì mình có tuốt tát kiểu gì nữa không thể bằng hai quả bưởi đâu. Nói thêm phát nữa tự ái đấy nha. Này, thịt chó này ăn vào sung lắm. Trông để làm gì? Này, 3 cái quả mìn không hẹn giờ nó lượn hết rồi ạ. Nó lượn đi hết rồi. Hàng xóm người ta biết em ốm hết rồi. Anh sang đây anh thăm em. Em bảo thế chứ em có ốm đói gì đâu anh. À thế à? Bao nhiêu thức ăn anh đưa đấy, em sơ sạch. Em chơi bằng hết thì thôi. Không phải em chơi là vì thức ăn, mà em chơi là vì tình cảm của anh đã dành cho em. Ôi trời ơi, sướng nhỉ. Ôi trời em ơi, chưa gì hết mà đã rung động kinh thế à? Anh cứ ngồi đi. Vâng. Ồ, sát thế à? Nói thật thì em cũng để được 100 cây vàng. Tính để cho chúng nó mà bây giờ nhắm đường không ai để được. Không biết để cho đứa nào. Đứa nào nó không xạo, đứa nào nó không điêu. Bây giờ ấy, ông bà mình có câu chọn mặt gửi vàng, mà không biết chọn mặt ai. Mặt nào cũng đều, mặt nào cũng điêu, mặt nào cũng liêu manh. Mặt anh thế này, mặt anh thì em chọn mặt gửi vàng quá còn gì nữa nhỉ. Em có 100 cây vàng ấy. Vâng. Được rồi, mũi đốt inox. Anh như này, anh có 3.000 mét đất ở phố huyện chứ. Thôi 100 cây vàng với 3.000 mét đất cộng lại ta thổi cơm chung nhá. Thổi cơm chung là thổi nào? Bây giờ già rồi làm ăn chói được mà thổi cơm chung. Em đứng lên anh xem em có còn khỏe không nào. Em vẫn còn khỏe, chừng chững thế này khỏe gì. Có gì đâu mà mệt. Sao ăn mặc cái nào nó cứ chắn toát rồi như là ma chơi thế. Từ lúc chồng em chết đi đến giờ nhá, em vẫn thủ tiết thờ chồng đấy. Thế là nó vẫn trong trắng như gái còn xuân đấy anh em. Như cô gái hay còn xuân, trông trắng thân chưa vươn bụi trần. Xuân đến hoa mơ này, hoa mận này nó nở. Đứng gần em mà anh ấy run bắn hết cả người. Em ngồi gần anh mà em nhất là hai cái chân nên đang run như ăn cải sấy. Run thế này làm ăn thế nào? Thôi em bảo anh nghe này. Cái gì? Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Tình cảm của anh dành cho em mấy mươi năm nay em biết. Em biết từ lúc mà em còn con gái cơ. Anh đã theo đuổi em. Thú thật với em nhé, 20 năm về trước anh để ý em, mà em có thèm để ý anh đâu. Em ạ, này, mấy chục năm nay anh chỉ nghĩ đến em thôi. Em biết. Kể cả những lúc ngủ gật anh cứ mơ về em. Ồ, thế là có cái bài gì nhỉ? À, bài Sáng Sớm Thức Giấc em mơ về anh, đôi mi khép nhanh em mơ về anh. Anh ơi đêm đêm em mơ về anh. Ngượng chết người. Này anh, em bảo anh này, thế bây giờ vẫn còn yêu á? Yêu chứ, yêu lắm. Đến bây giờ quá yêu em cho nên là anh không thể chịu đựng được. Đừng xa anh em ơi, hãy nói em luôn ở đây, đừng để anh một mình nơi chốn này. Hãy yêu em đi anh, cho quên hết đi ngày mai. Và hãy nói anh vẫn yêu em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Già rồi cứ hát lên cho lắm là để dành hơi, để chút hơi thở sau cùng. Em mỗi lần là tỏ tình xong cứ như là trâu đến tháng đẻ. Em hiểu hết tình cảm của anh, nhưng mà làm thế nào để giải quyết mấy đứa con của em mà anh? Chúng nó bất hiếu lắm anh ạ. Thế à? Em chỉ chờ chúng nó về, em với anh xong kiếm hợp bích xử cho bọn này một trận, dậy chúng nó lên người. Vâng. Bây giờ thì em cứ nằm vật vã rồi anh cứ lo lắng cho em, nhưng mà cấm phải sờ mó đấy nhá. Phải giữ chứ, phải giữ cho đến ngày cuối cùng ấy. Ôi hạnh phúc thật. Gầy gò quá, toàn xương đấy. Ơ sao? Anh buồn cười. Du người ta ngủ không du lại đi vặt lông. Làm đau chết không, giận luôn cơ. Giận. Mà mỗi lần em giận ấy là tim em đập nhanh. Em bệnh. Tim đập nhanh à? Vâng, em ốm đấy, em bệnh tim mà. Này không tin sờ đi, sờ đi đấy. Đập mạnh thế, U18 gọi sư phụ luôn. Em vẫn còn son lắm. Úi dồi đất ơi, mái tóc muối tiêu chanh đang hot đấy. Úi dồi ôi, cái mũi cao như cầu thang, đôi mắt to như ống nước, cái miệng xinh như là hoa cứt lợn. À, hoa anh đào. Em ứ trời với anh. Em diễn tả một lúc mà em cứ như là cửa hàng mà nó bán vật liệu xây dựng ấy. Thôi em bảo này, tí nữa anh giúp em nhá. Tết nhất mà chúng nó bỏ đi sạch sành. Chúng nó đi đâu hết rồi? Đi mua thức ăn cho em đấy. Chúng nó về sao ấy? Tao đánh chết mẹ mày nha. Sao đâu rồi? Đánh chết mẹ rồi. Hôn quá cơ đòi đánh mẹ đấy. Đánh mẹ đấy. Mẹ ơi, già này mẹ. Cóc rồi đấy. Ẩm nước uống rồi mẹ ơi. Con ơi, kinh quá, để hết lên trên tủ thờ. Chúng mày! Để hết lên trên tủ thờ. Để lên đi, ông ấy bảo thì để lên đi. Ai đây? Còn cái hư đốn. Này, để tao mới đây. Tao mới là người chăm sóc mẹ chúng mày. Bao nhiêu lần bà ấy ốm tao toàn sang với bà mà thấy mặt chúng mày đâu. Ôi trời ơi, hóa ra nhá, bắt quả tang nha. Qua đây hàng ngày dụ dỗ mẹ của chúng tôi. Đúng để rồi. Lấy 100 cây vàng chứ gì. Cấm không? Thế bao nhiêu lâu nay tao bệnh, chúng mày cứ đi, toàn đi. Ở nhà có ai chăm sóc đâu, có mỗi một mình ông ấy. Ông ấy không chăm sóc cho tao thì đến giờ này tao đi lâu rồi. Mẹ ơi, cái sự chăm sóc là có động cơ đấy mẹ. Đúng đấy. Cơ cái gì? Tôi xin lỗi anh. Úi dồi. Anh chờ em tí. Úi dồi, thế là chắc chờ chứ. Con không ngờ từng tuổi này mà mẹ còn dạy trai như thế. Có rồi, một giây. Sao bên này? Sao bên kia? Ông hôm nay tôi phải thay ông để tế thiên hành đạo, để tôi dạy cái lũ con mất dạy này. Nếu không thì tôi không nhìn mặt ông ở dưới suối vàng được đâu. Em ơi, em cho anh khấn ông mấy cái, anh phải gọi chứ ông trên nóc tủ này. Anh gọi bằng anh à? Thế là anh là em à? Vâng, đến sau chấp nhận là tập 2. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau. Khấn đi cho quen biết. ngày mai cũng xuống dưới gặp ống rồi đó. Mất dậy. Mày rủa ông ấy đấy à? Mất dậy. Quá mất dậy. Đứng đàng hoàng, không thì không có một cái nào. Ông ơi, tập ba nén hương tôi thành tâm xin ông thứ lỗi. Ông xin cho tôi rút lại lời giao ước mà bấy lâu nay đã ràng buộc hai người. Ông biết tên tôi mà trưa nay tôi chưa hề nói hai lời. Hôm nay ông đã khuất. Thôi mệt quá, để tôi làm nó luôn đi. Đây. Của con của mẹ. Hay. Hay nhở? Cái vàng gì dài sọc thôi. Cái vàng gì mà ố quá. Cái gì đấy mẹ? Bố mày để lại cho tao đấy. Để ông không? Đi rồi ông để lại đúng một cây đấy thôi. Sao chẳng có gì nhỉ? Có cái gì là có cái gì? Vàng, trăm cây vàng không mẹ? Trăm cây vàng đào đâu ra mà trăm cây vàng? Sao mẹ nói? Nãy mẹ nói. Sang hết bên này. Rồi. Sang bên này. Mày nhai mày nuốt luôn đi, con mất dạy. Mày tưởng mẹ mày là còn vàng à? Mà nếu còn vàng thì chúng mày mới thương mẹ chúng mày à? Cái cây này khi bố mày mất đi, ông ấy để lại cho tao là để răng dạy chúng mày. Nhưng vì mẹ nghĩ chúng mày mồ côi, mẹ không đánh chúng mày. Đến hôm nay chúng mày đổ đốn ra như thế. Chúng mày cứ xem mẹ chúng mày không ra gì. Vì vàng mà có những cái thức ăn này đấy à. Mẹ không ngờ các con của mẹ ngày xưa ngoan như thế. Chúng mày còn coi tao là mẹ chúng mày không? Nếu còn coi tao là mẹ, chúng mày phải nằm xuống đây. Tao phải đánh thằng cả trước. Mày là lớn. Mày đã đổ đốn ra như thế nên mày không biết dạy em mày. Tại sao thế hả con? Mẹ ơi. Còn con này, ngày xưa mày ngoan là như thế, đến bây giờ mày học cái thói hư đấy ở đâu hả? Gia đình này có như thế không? Còn con này, ăn mặc người không ra người, ngợm không ra ngợm, suốt ngày chỉ biết dài dài dài. Mày không giống mẹ mày tí nào. Mất dạy. Từ nay có chừa những cái thói ấy đi không? Con chưa, con xin chưa. Có biết yêu mẹ không? Dạ yêu. Đánh chúng mày mẹ cũng đau từng đoạn ruột đấy. Thôi được rồi, đứng lên. Vâng, cảm ơn mẹ. Từ nay phải sửa đi đấy. Vâng. Anh em đưa roi cho anh làm gì? Đánh em đi. Mẹ. Sao lại thế hả mẹ? Sao lại thế? Anh đánh em đi, đánh thật đau vào về cái tội em không biết dạy con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kìa, kìa bác ơi. Ôi giời. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ có sao mà mẹ? Mẹ ơi. Mẹ sao thế? Tỉnh lại đi mẹ. Mẹ đừng bỏ tụi con mẹ ơi. Sao bác đánh mẹ cháu? Mẹ ơi. Con biết lỗi tụi con rồi. Sao mà chết được? Mẹ mày à, roi cỡ đây ăn thua gì. Mẹ không chết được đâu. Mẹ làm chúng con hết hồn. Mẹ vẫn biết các con vẫn còn yêu mẹ đúng không? Đúng, yêu mẹ nhất trên đời. Thôi, mẹ cũng xin lỗi tụi con. Là mẹ cũng không dạy dỗ tụi con đến nơi đến chốn. Nhưng mà hôm nay thì các con đã biết lỗi rồi đấy không ạ? Đúng rồi. Thôi, đây này, mẹ vẫn thương các con như ngày xưa. Thôi thì năm hết Tết đến, phong tục ấy bà, mẹ lì xì cho các con. Gọi là cầm đi, gọi là đây hên đấy mà. Bác cũng có một tí cho các con. Có kìa, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Mẹ bảo các con này, trên đời này tiền bạc mình có thể làm được nhưng tình cảm gia đình thì làm sao mà tìm ra. Đúng rồi. Đấy, các con cứ thấy không? Đây này, cái cả gia đình ta đã yêu thương nhau như thế này dù không xuân thì nó vẫn cứ vui như Tết. Mày quá.